Tư Mã Ý là một nhà chính trị, điều hành quân đội lẫy lừng thời Tam Quốc, đã có cho bản thân nhiều chiến thắng hiển hách cho nước Tào Ngụy. Đồng thời, ông cũng là người đặt nền móng cho dòng dõi Tư Mã, lập nên nhà Tây Tấn thay thế nhà Ngụy về sau. Năm 208, khi Tư Mã Ý 30 tuổi bắt đầu phục vụ dưới trướng của Tào Tháo với chức vụ Văn Học Duyện, Đông Tào Duyện, chủ bộ Tư Mã. Ông có rất nhiều câu nói để đời cho những thế hệ sau qua những trải nghiệm của bản thân. Cho dù thời chiến quốc đã qua đi rất lâu, con người giờ đây tận hưởng cuộc sống thái bình, nhưng những câu nói của Tư Mã Ý vẫn còn rất ý nghĩa. Ở đời, thay vì gây thù, hãy học cách hóa giải. Đừng sân si hay hơn thua với bất kỳ ai. Oan oan tương báo bao giờ mới hết. Và quan trọng hơn cả chính là hãy luôn yêu thương, dành thời gian cho gia đình. Điểm đến cuối cùng của mỗi người suy cho cùng cũng chỉ có hạnh phúc và bình an mà thôi. Chớ có đem đá chọi đá, phải biết cách cúi đầu trước đứa ngu. Trong thời gian cai quản triều đình, Tào Sảng không hề để ý tới Tư Mã Ý, muốn ép Quách Hoàng hậu rời cung để dễ dàng khống chế vị hoàng đế còn nhỏ tuổi. Tư Mã Chiêu ấm ức nói với cha rằng Tào Sảng quả thực quá đáng, chẳng khác nào đang sỉ nhục Tư Mã gia. Nhìn gì đi nữa thì cũng không nhịn được cục tức này. Trước câu nói của con trai, Tư Mã Ý lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh trước lời nói của con trai, đáp: Tào Sảng đem so với Gia Cát Lượng thì như thế nào? Tư Mã Chiêu đáp: Như con kiến. Tư Mã Ý tiếp tục nói với con trai: So đo tới cùng với một tên ngốc để rồi sứt đầu mẻ trán, há chẳng phải còn ngốc hơn ư? Con người sống ở trên đời không tránh khỏi sẽ gặp phải những kẻ ngốc. Hãy học cách cúi đầu trước những kẻ ngốc đó. Nhìn vào khoảng lịch sử này, có thể nói Tào Sảng có thể dương oai diễu võ, nhưng tới cuối cùng người vui vẻ nhất chính là Tư Mã Ý. Như vậy, qua câu nói này, Tư Mã Ý muốn nhắn nhủ với mỗi chúng ta khi gặp những kẻ ngu ngốc lộng hành, khích bác, dùng những thủ đoạn âm mưu của mình. Bạn không nhất thiết phải ăn miếng trả miếng, đừng bao giờ đứng vào cùng hàng ngũ với những kẻ ngốc, bởi có nhiều hành vi bất nghĩa, ắt sẽ tự chuốc họa vào thân. Tôi chỉ muốn cả đời này, tay tôi nằm trong tay phu nhân. Tư Mã Ý chính là người đàn ông sợ vợ nhất khi làm tròn vai trò của một ông chồng đội vợ lên đầu, bằng chứng là thường xuyên bị vợ của mình là Trương Xuân Hoa véo tai. Mỗi lần nhéo tay sẽ khiến cả hai nhớ lại những tháng ngày còn ân ái. Khi Tư Mã Ý mới phò trợ Tào Phi, thay vì đến phủ Tào Phi nhậu nhẹt tưng bừng, thì ông lại chọn ở nhà làm cơm cùng Trương Xuân Hoa. Mỗi lần Trương Xuân Hoa tức giận, Tư Mã Ý lại nhẹ nhàng nịnh nọt. Bên ngoài dù có chuyện quốc gia đại sự lớn tới đâu, cơm cung đình dù có ngon tới đâu cũng không ngon bằng cơm nhà. Một lời nói thôi nhưng khiến Trương Xuân Hoa cả đời này một lòng một dạ, làm hậu phương vững chắc, giúp Tư Mã Ý yên tâm làm việc lớn. Như vậy, đằng sau sự thành công của một người đàn ông chính là một người vợ đảm đang, hiền thục. Do đó, đội vợ lên đầu chẳng có gì là sai. Con người không được hèn nhát nhưng cũng không thể không biết kính sợ. Phải học cách kính sợ chính đối thủ của mình. Sau khi Tào Duệ chết, Tào Sảng diễu võ dương oai, độc đoán chuyên quyền, thăng chức cho Tư Mã Ý làm thái phó, thực chất muốn một tay thao túng triều đình. Khi được học trò của mình là Trọng Hội khuyên: Thưa thầy, thầy chịu ngồi yên cái vị trí thái phó mà bàn luận đạo lý hay sao? Mục đích của câu nói không chỉ đơn thuần là câu hỏi, mà còn phản ánh nội tâm vọng động của bản thân, mong muốn Tư Mã Ý làm điều gì đó để đối chọi với Tào Sảng để giành lại địa vị trong triều đình. Trước câu hỏi đó của người học trò, Tư Mã Ý không làm gì, chỉ đem sự việc của Dương Tu ra cảnh tỉnh Trọng Hội. Con người ta không được hèn nhát, nhưng cũng không thể không biết kính sợ. Phải biết kính sợ đối thủ của mình. Một câu nói đó đã thể hiện bản lĩnh của Tư Mã Ý. Không phải ông hèn nhát mà ông đang kính sợ kẻ địch. Minh chứng rõ ràng cho câu nói này chính là Quan Vũ, một tướng tài giỏi có năng lực nhưng do khinh thường kẻ địch khắp thiên hạ, cuối cùng phải bỏ mạng một cách oan uổng. Về phần Tư Mã Ý, khi còn dưới trướng Tào Tháo, ông hết mực nể trọng cấp trên. Khi đối mặt với Gia Cát Lượng, ông cũng chưa từng thể hiện hay buông lời nhục nhã. Bại mà không bi thương, bại mà không hổ thẹn. Trước tiên hãy học cách chấp nhận thất bại. Mặc dù quân Tào nhiều hơn quân Thục rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn thua dưới tay Gia Cát Lượng. Trước thất bại đó, hai người con của Tư Mã Ý đứng ngồi không yên, nôn nóng muốn báo thù rửa hận. Tư Mã Ý chỉ nói một câu, chúng ta đến đánh nhau hay đến cãi nhau? Người mà lúc nào cũng muốn thắng, liệu có chiến thắng nổi không? Đánh nhau trước hết phải học cách chấp nhận thất bại, bại mà không nhục, bại mà không thương, có vậy mới có thể cười tới sau cùng. Dẫu cho thất bại là mẹ thành công, thế nhưng mấy ai có thể chấp nhận thất bại một cách thản nhiên như Tư Mã Ý. Công nhận thản nhiên, ông coi đó là một bài học lớn để giáo dục con cái. Qua đó nhắn nhủ với chúng ta rằng, nhẫn nại với thất bại, chúng ta mới gặt hái được thành công sau cùng. Thần trước giờ không có kẻ địch, chỉ nhìn thấy bạn bè và người thầy. Cả cuộc đời Tư Mã Ý có hai đối thủ lớn chính là Dương Tu và Gia Cát Lượng. Thế nhưng khi Dương Tu bị Tào Tháo xử tội chết, Tư Mã Ý đã chủ động xin Tào Tháo cho gặp Dương Tu. Khi được hỏi nguyên nhân vì sao, Tư Mã Ý nói rằng, thần cả đời này không có kẻ địch, chỉ thấy toàn bạn bè và người thầy. Tào Tháo nghe xong ngạc nhiên lẫn cảm động, càng xem trọng Tư Mã Ý. Đối với Gia Cát Lượng hay Dương Tu, người có ý định hại mình, nhưng Tư Mã Ý luôn rất tôn kính. Có thể nói cả cuộc đời của Tư Mã Ý gói gọn trong một chữ, hòa. Sau khi Gia Cát Lượng chết, Tư Mã Ý lấy nước thay rượu tế Khổng Minh. Nước mắt tuôn trào, nếu như không có con trai nhắc quân nước Ngụy đang đứng phía sau, thì có lẽ Tư Mã Ý đã quỳ xuống hành lễ. Qua câu chuyện này nhắn nhủ mỗi chúng ta, ở nơi làm việc phải biết cách học hỏi từ đối thủ, tôn trọng đối thủ, cảm kích đối thủ vì sự tồn tại của họ là động lực để ta trở nên tốt hơn, tiến bộ hơn. Bí mật của thành công thực ra là sự nhiệt tình và kiên trì. Trong cuộc đời, lần đầu tiên luôn khó quên, luôn tốt hơn hiện tại. Không phải nói lần đầu tiên thực sự tốt như thế nào, mà bởi vì đó là lần đầu tiên. Chiến lược thay đổi nghịch cảnh, nắm lấy cơ hội và không để cho nó có chỗ, thắt chặt bên trong, nới lỏng bên ngoài, chừa chỗ cho nó, làm cho hoàn cảnh thỏa đáng và được công nhận. Người được đào tạo bài bản, khi gặp chuyện hối tiếc, hãy tích cực hoạch định tương lai. Kẻ vô học hối tiếc về quá khứ khi gặp điều tiếc nối. Để thành công trong sự nghiệp, phẩm chất tinh thần bình tĩnh và điềm tĩnh là rất quan trọng. Người ta không thiếu sức mạnh để đánh hổ. Cái họ thiếu là dũng khí để đánh hổ. Khi con hổ ở trước mặt bạn, bạn không sợ nó, bạn có thể đánh nó đi. Khi một con hổ ở trên trời, bạn sợ nó có thể dọa bạn. Giáo dục là hướng dẫn chứ không phải buộc tội. Giáo dục là minh chứng chứ không phải truyền khẩu. Khuyến khích những người trình độ B làm những việc ở trình độ A và xây dựng nền tảng để học viên mắc lỗi. Trong nhiều trường hợp, thành công không phải là vấn đề về nguồn lực mà là vấn đề về sự tự tin. Những người có nguồn lực sẽ thất bại nếu họ không có sự tự tin. Nếu bạn không vui, hãy giả vờ vui vẻ. Nếu bạn giả vờ trong một thời gian dài, bạn thực sự hạnh phúc. Nếu bạn không thông minh, hãy giả vờ thông minh. Đừng tìm kiếm điều tốt nhất, mà hãy tìm kiếm sự hài lòng. Thành công lớn nhất trong cuộc đời là sự thành công trong việc giáo dục con cái. Và thất bại lớn nhất trong cuộc đời là sự thất bại trong việc giáo dục con cái. Không lợi không đủ, chỉ lợi không đủ. Ngoài sở thích, con người còn cần lý tưởng, ý nghĩa và sự công nhận. Người ta có thể sử dụng tài nguyên và sức mạnh để làm mọi việc chỉ ở mức trung bình, và những người có thể sử dụng chiến lược và sự hỗ trợ của con người là ở mức cao. Giải pháp quân sự là tạm thời, còn văn hóa luôn là giải pháp. Cái khôn của quản lý là không làm cho người ta quay lưng, mà là làm cho người ta gật đầu. Nam nhân là phu quân, không đánh thì gác, không phép thì đi, không chạy thì chạy, không trốn thì chết. Định kiến của mọi người đến từ lĩnh vực chuyên môn của họ. Tôi ăn muối nhiều hơn bạn ăn cơm, tôi đi qua nhiều cây cầu hơn bạn đi bộ, và tôi gặp nhiều ma hơn bạn thấy. Phải có những bí mật bất ngờ đằng sau hành vi bất thường. Lựa chọn không hối hận là lựa chọn tốt. Hiểu mình là hiểu, chấp nhận chính mình là thức tỉnh, thừa nhận bản thân là can đảm. Chỉ với 3 quy tắc này, người ta mới có thể bất khả chiến bại. Có thể chiến đấu gọi là dũng cảm, biết rút lui gọi là trí tuệ. Cuộc sống giống như chạy với tốc độ cao, người lái xe phải nhớ rằng biết đạp ga là sức mạnh, biết đạp phanh là khôn ngoan. Đừng bao giờ rơi vào những phương án do người khác sắp sẵn. Rủi ro lớn nhất khi gần thành công nhất và dễ phạm sai lầm nhất khi tình hình tốt đẹp. Khi một người đang làm việc mà mình giỏi nhất thì người đó cũng là người dễ bị người khác bắt gặp nhất. Phần dễ bị tổn thương nhất của một con dao là lưỡi và phần dễ bị tổn thương nhất của súng là đầu súng. Đeo vòng cho người có tài, kéo bánh cho người tầm thường, tăng cường ràng buộc người có năng lực, hướng dẫn người không có năng lực. Kỹ năng quả thực là điều tốt, nhưng khoe khoang kỹ năng không phải là điều tốt. Khoe tài thì gọi là phù phiếm khi nói nhỏ và cho rằng nó quá lớn là sai lầm. Khuyên nhủ lãnh đạo có 2 điểm đặc biệt không được làm. Thứ nhất là vạch trần sự nông cạn của lãnh đạo. Thứ hai là thăm dò chính xác tâm tư của lãnh đạo. Phương pháp ứng phó với tình huống khẩn cấp 1. Phán đoán trước và bộc lộ mâu thuẫn. 2. Xác nhận thẩm quyền và hành động hợp lý. 3. Tận dụng tình thế và quyết định nhanh chóng. Khi bạn đi ngược gió và nước, bạn có thể có một tâm lý bình thường, tìm ra lối thoát và trụ vững khi gặp nguy hiểm. Đây được gọi là một kỹ năng. Một khi con người có cảm xúc tồi tệ, chất lượng của việc ra quyết định và hành động sẽ giảm đi đáng kể. 3 tình huống phổ biến nhất: buồn bã, phấn khích và kiệt sức. Có 3 chiến lược để ổn định tinh thần và tâm trạng của quân đội. 1. Duy trì sự nhất quán và giới thiệu chính quyền. 2. Sử dụng các gợi ý để tạo ra sự tự tin. 3. Điều chỉnh cảm xúc và giải thích hợp lý. Hối hận là cái bóng của sự lựa chọn. Hối hận là bạn đồng hành của cuộc đời. Thành công bắt đầu từ trái tim. Người chiến thắng chân chính trong thế giới nội tâm, ngay từ đầu phải có nghị lực tâm lý vững vàng, tin rằng mình sẽ thành công, dù gặp nhiều đau khổ cũng không mất tự tin. Thất bại là nguồn dinh dưỡng của cuộc sống, và thất bại là nền tảng của sự tiến bộ. Người thành công sẽ chuyển hóa, biến những vấp váp thất bại thành động lực tiến bộ và dinh dưỡng trong cuộc sống. So sánh dưới sẽ có cảm giác hạnh phúc, so sánh xung quanh sẽ có cảm giác dám nghĩ dám làm. Nếu bạn luôn nhìn lên và so sánh, bạn sẽ ngày càng thất vọng. Bạn phải giỏi điều chỉnh tâm lý của mình để sống thoải mái. Tỏ ra tài năng, có năng lực, sáng chói thì rất khó, nhưng lại rất dễ lộ ra khuyết điểm. Bạn không cần phải cố tình thể hiện nó, mọi người đều có thể nhìn thấy nó. Thế giới nội tâm của một người giống như một chiếc lò xo, càng ấn mạnh thì sức bật lại càng mạnh. Khi cơ hội đến, nó giống như một cái chớp mắt trong chảo, dù đẹp đẽ nhưng chỉ thoáng qua. Có rất nhiều việc, lần đầu tiên muốn làm mà không làm được, sau đó vĩnh viễn không có cơ hội làm. Có nhiều chuyện, lần đầu tiên muốn nói mà không nói, sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Người thành công không thể thành công một mình, phải có ai đó hỗ trợ bạn. Tuổi thơ là cha của cuộc đời và môi trường là mẹ của cuộc đời. Hình tròn không thể có 2 tâm, quả đào không thể có 2 nhân, một đội không thể có 2 người đứng đầu. Khi mặt trăng đỏ nhất có nghĩa là sẽ sớm khuyết, cuộc sống cũng dễ đi sai đường nhất khi đang ở đỉnh cao của cuộc đời.